đối đầu liên quân Ngụy, Thái Lan trên đất Lào, tướng Lê Trọng Tấn nổi giận. Thái Lan, kẻ thù nhiều duyên nợ của người Việt Nam chúng ta, từ trên chiến trường cho đến thương trường, bóng đá, người Thái và người Việt Nam chúng ta đều cạnh tranh với nhau. Ngày hôm nay, hãy cùng với Ngược Dòng Lịch Sử và Mr. Sui tìm hiểu vì sao người Thái lại dám cả gan đánh chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trước khi vào video, anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ Mr. Sui và đồng bọn nhé. Trước khi ký Hiệp định Paris, cả phía ta và Mỹ đều muốn giành được những lợi thế so với đối thủ. Sau chiến dịch đường 9 Nam Lào thành công rực rỡ với màn hạ knockout quân Việt Nam Cộng Hòa tại đây, tổng hành dinh của ta kết hợp với quân giải phóng nhân dân Lào đã đi đến một quyết định lớn hơn, đó là mở một chiến dịch tại cánh đồng Chum, Siêng Khoảng trên đất Lào. Ta gọi chiến dịch này với mật danh Z. Mục đích chính của ta trong chiến dịch này là xin tí tiết của một bộ phận sinh lực địch, phá vỡ phòng tuyến phòng thủ để nối liền hai tỉnh Sầm Nưa và Siêng Khoảng. Mục đích phụ là quét sạch các ổ phỉ để làm yên lòng dân. Về phần Việt Nam Cộng Hòa, tháng 7 năm 1971, lợi dụng tình hình đang vào mùa mưa, Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và tay sai của chúng tại Lào mở một chiến dịch lấn chiếm đất tại cánh đồng Chum. Mục đích chính là để xây nhà ở lâu dài mà không cần phải xin phép chính quyền địa phương, cũng như tiện tay xin lại cái sân bay đã bị ta chiếm giữ trước đó, rồi tiến về đường số 7 đánh sang biên giới Việt-Lào. Lực lượng chính của liên quân vẫn là Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và tay sai Lào, nhưng lần này các ông Thái Lan cũng được kêu gọi. Mỹ lấy lý do là chiếm tí đất để phân lô bán kiếm tiền, chiếm xong sẽ chia cho Thái một ít đất định cư lâu dài, tha hồ mà làm nương trồng lúa. Thái nghe thế này xong thích lắm, nhà thì bé, giờ thêm được một ít đất để trồng ngô, trồng khoai từ trên trời rơi xuống mà chỉ góp có một ít công sức, không thích sao được. Thái bảo với Mỹ, ba đời nhà em cay cú Việt Nam, các anh yên tâm đánh, em góp quân đánh luôn. Về thành phần cấu tạo nên chiến dịch này của liên quân Ngụy, Thái, chúng bao gồm 30 tiểu đoàn bộ binh là hỗn hợp của nhiều quốc gia. Mặc dù Thái bảo là cay Việt Nam nhưng góp 8 tiểu đoàn gọi là góp cho có. Còn lại là 18 tiểu đoàn vàng pao và 4 tiểu đoàn quân đội Hoàng gia Lào, Ngụy quân Lào. Mà chỉ có mỗi bộ binh thì đánh làm sao được. Liên quân này còn có 3 tiểu đoàn pháo binh và 1 trung đoàn xe bọc thép, cũng như 1 đại đội máy bay T-28. Chơi ở vị trí support cho liên quân này là máy bay B-52 và F-111, lúc nào cũng sẵn sàng bay ra ném bom trên sân nhà của chúng. Về phần quân giải phóng nhân dân Lào và quân đội nhân dân Việt Nam, nghe tên đã biết oách ngay. Trước chiến dịch Z, ta có các đơn vị tình nguyện đã đóng quân sẵn trên địa bàn Lào như Sư đoàn 316, Trung đoàn 866 cùng các tiểu đoàn 42, 25, 26. Ta tăng cường thêm đáng kể quân số của mình trước chiến dịch với những cái tên được bổ sung như Sư đoàn 312, Lữ đoàn 355, một tiểu đoàn pháo cao xạ, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn tăng thiết giáp, hai tiểu đoàn đặc công cho nhiệm vụ đi rừng và đi ganh lẻ, cùng với một vài đơn vị đảm bảo kỹ thuật, hậu cần. Tất cả đóng quân tại khu vực cánh đồng Chum, Siêng Khoảng. Quân giải phóng nhân dân Lào góp mặt vào đội hình thi đấu của ta với 9 tiểu đoàn bộ binh, một đại đội pháo binh và 3 đại đội quân địa phương của họ. Ta ấn định thời gian mở chiến dịch là dịp giáp Tết năm 1972. Sở chỉ huy chiến dịch của ta xuất hiện những cái tên sáng giá của Bộ Tư lệnh 959 như Đại tá Tư lệnh Vũ Lập, chính ủy là Đại tá Huỳnh Đắc Hương, Đại tá Nguyễn Hữu An sau này cũng là một vị tướng nổi bật của quân đội nhân dân Việt Nam, cũng được Bộ Quốc phòng điều đến góp mặt làm phó tư lệnh. Ta cũng cử một vị tướng tài giỏi là một cánh tay đắc lực của Bác Giáp, đó là tướng Lê Trọng Tấn sang làm phái viên trực tiếp để chỉ đạo cho chiến dịch. Nói về tướng Tấn, ông là một vị tướng chiến trường có tầm thuộc dạng bậc nhất tại Việt Nam lúc bấy giờ. Người ta bảo chỉ đạo là việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng đánh thế nào là việc của Lê Trọng Tấn. Nhưng đi đôi với sự tài giỏi của mình, ông được miêu tả là người nghiêm khắc và vô cùng nóng tính, nhưng cũng không kém phần quyết đoán. Tướng Lê Trọng Tấn được bộ đội ta đặt cho một nickname là Zhukov Việt Nam. Còn Zhukov là ai thì xin mời các bạn tìm hiểu về nguyên soái Zhukov, cánh tay phải của Stalin trong cuộc chiến tranh vệ quốc của Hồng quân Liên Xô. Tướng Lê Trọng Tấn với nickname in-game là Zhukov Việt Nam của mình họp báo trước chiến dịch đã nói rằng: "Đánh xong trận này, Thái lại sợ ta thêm 3 đời nữa." Sau khi nghe báo cáo tình hình về lực lượng của ta và địch, vào đúng giờ G, quân ta đồng loạt lao vào combat tổng, pháo binh với hỏa tiễn H-72, pháo 120mm, 130mm và cối 82 đồng loạt cấu rỉa đối phương từ xa. Tiếp đến là DKZ, B-40, B-41 xung trận, tiêu diệt các hỏa điểm ngoan cố và mở cửa cho xe tăng gầm hết ga hết số, dẫn bộ binh xung phong vào vét mạng. Nhưng trong lúc tiến hành combat, mọi việc đã diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ như chúng ta dự định. Một sự cố đã xảy ra tại Phu Tôn và khiến tướng Lê Trọng Tấn nổi giận. Sự cố xảy ra tại Phu Tôn diễn ra như sau. Khi trung đoàn 165 thuộc sư đoàn 312 do trung tá Nguyễn Chuông chỉ huy vừa ghi bàn hạ dứt điểm được một tiểu đoàn Thái đang đóng quân tại Phu Na Thêng,
Phu Tân thì trung đoàn 141 đang đánh vào trung tâm chỉ huy của quân Thái Lan tại Phu Tôn. 5 ngày đánh đấm, máy bay OV-10 đêm nào cũng thả đèn sáng cả một vùng trời, cũng như kết hợp với hỏa điểm của quân Thái Lan từ bên trong bắn vào quân ta. Về phần vị trung tá chỉ huy trung đoàn 141, ông bị địch dùng mưu hèn kế bẩn cho ăn cú lừa cực lớn. Chuyện là vì nghĩ chúng còn ở trong cứ điểm nên ông nhất quyết đòi cho xe tăng vào bằng được, mặc cho xe tăng đang bị sa lầy, nhưng hóa ra chúng nó rút lui từ lúc nào rồi. Khi đó tại hang Phu Nhu, nơi đặt bộ chỉ huy chiến dịch của ta, sự im lặng của tướng Tấn làm cho không khí cực kỳ căng thẳng. Tất cả những con người kiệt xuất của Bộ Tư lệnh 959 lúc này đều hướng về người chỉ đạo trực tiếp của họ là tướng Lê Trọng Tấn, trong khi ông thì mặt đỏ như mới nốc hết cả chai vodka hàng Nga chính hiệu. Lúc nhìn bản đồ, lúc thì ngó qua xa bàn, có lúc lại đi quanh bàn tác chiến rồi nhìn vào từng người trong bộ chỉ huy chiến dịch. Và rồi đột nhiên, ông cầm lấy cái điện thoại trong tổ hợp điện thoại lên, nói cứ như quát vào trong đó. Tại đâu? Lệnh cho bộ đội xung phong, địch nó chạy hết rồi còn đâu? Nhưng đầu dây bên kia hình như đáp lại gì đó như châm dầu vào lửa. Tướng Tấn nổi giận lên và quát tiếp: "Mày không lên, tao lột lon cách trước mày." Đúng như lời của tướng Tấn, bộ đội ta xung phong lên thì chỉ còn vài thằng Thái trong đó bắn súng máy nghi binh, nhưng mà chúng nó chạy thì chạy đường nào để về được Long Trẹng? Câu hỏi khó lúc này được đặt ra cho cả Bộ Tư lệnh và tướng Lê Trọng Tấn. Tư lệnh Vũ Lập và các phó tư lệnh của mình đều nhìn nhau và nghi hoặc. Các toán quân của ta đi check đường, check bụi thì báo cáo về rằng phía Bắc có rất nhiều pháo sáng, trong khi phía Nam lại chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc. Thế là nghi hoặc càng thêm nghi hoặc. Người thì bảo chắc chúng nó chạy về hướng Bắc nên phải cho pháo bắn về đó. Người thì hóa thành Chư Bát Giới trong Tây Du Ký, đòi chia tài sản, lấy pháo bắn chụp về hai nơi cho chắc ăn. Tướng Tấn thì vẫn đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị pha thêm chút tức giận. Ông trầm ngâm rồi bỗng nhiên quyết đoán ra lệnh như cú sút penalty của Quế Ngọc Hải vào lưới Malaysia. Cho pháo bắn hết về con đường ở phía Nam, nơi có ít pháo sáng hơn. Quân lệnh như sơn, lệnh chụp pháo về con đường ở phía Nam được lập tức hạ xuống. Nhưng mà ai cũng nghi ngờ pha chặn đầu bắt dân tổ này của tướng Tấn. Vì nếu mà sai thì bọn Thái Lan ở cánh đồng Chum và Phu Tôn sẽ chạy thoát hết, không thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch đã đề ra. Sáng ngày hôm sau, tướng Tấn lệnh cho binh sĩ đi kiểm tra con đường ở phía Nam. Thì ôi bạn ơi, quân Thái nó toàn nằm ở đấy, nhưng dọn dẹp lại cái bãi chiến trường này lại nói là mệt cực kỳ. Vì ăn pháo mà, thằng nào may mắn thì nhặt lại cho vào túi, nhưng đa số toàn phải lấy xẻng để mà xúc cho nó nhanh. Lúc này người ta mới hiểu được hết những câu từ mà bộ đội ta đặt cho vị tướng này. Nào là du cốt Việt Nam, nào là cánh tay phải của Bác Giáp, hoàn toàn có lý do của nó. Chính sự quyết đoán của mình khi cho pháo bắn hết con đường ở phía Nam đã cứu quân ta một bàn thua trông thấy, như cách thủ thành Bùi Tấn Trường cứu thua vậy. Một lần nữa, người ta lại có điều để bàn tán về ông, vị tướng được Bộ Chính trị gọi là tướng chiến thắng. Báo Bangkok sau này đưa tin về trận chiến tại cánh đồng Chum khi quân của họ đối đầu với bộ đội Việt Nam và du cốt Việt Nam Lê Trọng Tấn như sau. Tướng Tấn đột ngột xuất hiện, chỉ huy chiến dịch sau loạt pháo 130mm khiếp đảm. Việt Nam đã thẳng tiến như không có gì cản trở được họ. Thẳng tiến như cái cách bọn tôi chuẩn bị vào trong vòng loại World Cup ấy. Còn các ông thì đang ngậm ngùi. Về phần phỏng vấn tù binh sau cuộc đấu, một tay tiểu đoàn trưởng nguyên quán Thái Lan sau khi được phóng viên hỏi rằng anh thấy đối thủ của anh thế nào, đã chia sẻ như sau. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Vui thế thôi, chứ thật ra tay đó bảo là bộ đội Việt Nam đánh quá giỏi. Qua video này, chúng ta đã biết được lý do vì sao mà Thái Lan lại cả gan dám đánh Việt Nam chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như biết được tại sao tướng Lê Trọng Tấn lại nổi giận và hiệu quả của các quyết định cực kỳ táo bạo của ông trong chiến dịch chống vây lấn tại cánh đồng Chum, Siêng Khoảng trên đất Lào. Kết thúc video, anh em đừng quên ủng hộ Mr. Xuôi và đồng bọn bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ cho kênh để kênh ngày càng phát triển và có thể đem đến nhiều hơn nữa những kiến thức lịch sử cho các anh em nhé. Xuôi xin chào tạm biệt và chúc sức khỏe các anh em.